Xin chào các bạn. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với tất cả các bạn một cái hiện tượng thời tiết khá là đặc biệt, đó chính là hiện tượng mưa đá. Thì mưa đá là một cái hình thức nước mưa rơi ở thể rắn, chủ yếu gồm các cái hạt nước đá có đường kính từ 5 đến 55mm hoặc lớn hơn nữa. Mưa đá thường xảy ra trong điều kiện thời tiết nóng, oi bức về mùa hạ, khi các luồng khí đối lưu từ mặt đất bốc lên rất mạnh, khiến cho các hạt nước mưa bị đẩy bật lên cao nhiều lần và trở thành các hạt băng. Các hạt băng lớn dần qua mỗi lần bị đẩy bật lên cao, cuối cùng rơi xuống đất thành các hạt mưa đá. Mưa đá thường xảy ra trong điều kiện thời gian ngắn trên một phạm vi lãnh thổ nhỏ hẹp, nhưng sự phá hoại mùa màng của nó đối với nông nghiệp lại rất lớn. Cái vấn đề chia sẻ của mình về hiện tượng mưa đá đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.